là một trong những ngành công nghiệp có mặt ở nước ta từ rất sớm. Trải qua những thăng trầm cùng dân tộc, ngành điện Việt Nam có một quá khứ thật hào hùng và sống động. Từ tháng 2 năm 1894, Việt Nam đã có mạng điện có tính thương mại đầu tiên ở Hải Phòng, với nguồn phát là nhà đèn vườn hoa Hải Phòng. Cùng với đó, điện đã xuất hiện ở những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, với những nhà máy điện như Yên Phụ, Chợ Quán, và dần phát triển theo nhu cầu khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Có thể nói, nhiều thế hệ công nhân đã trưởng thành từ ngành điện, trở thành những tên tuổi lớn của phong trào cách mạng sau này, ví dụ như Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái. Cũng như những con người đã tham gia, làm nên cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại, nhiều thế hệ công nhân ngành điện trong suốt đêm dài bị thực dân Pháp đô hộ đã luôn đau đáu với độc lập dân tộc. Để rồi, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, thì ngành điện đã tham gia một cách nhiệt thành và có những đóng góp to lớn. Đó là thời khắc quyết định, khi tất cả chờ báo hiệu tắt điện từ nhà máy điện Yên Phụ vào đêm 19 tháng 12 năm 1946 để vùng lên đánh đuổi thực dân Pháp. Đó là dòng dã suốt nhiều năm tháng. Với trí tuệ, với tinh thần bền gan quyết chí, nhiều thiết bị, máy móc đã được bảo quản và cất giấu khéo léo nhằm mục đích phục vụ cho sau cách mạng. Ngày 21 tháng 12 năm 1954, sau khi kết thúc 9 năm kháng chiến oai hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian quý báu đến thăm ngành điện và nói chuyện với cán bộ, công nhân ngành điện. Chuyến thăm lịch sử này cũng như một lời tri ân của vị lãnh tụ kính yêu đối với tập thể những con người ngành điện đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ và phát triển ngành điện, phục vụ đất nước. Giờ đây, khi năm tháng đã qua đi, chiến tranh chỉ còn là quá khứ, ngành điện đã bước sang những trang mới hết sức rực rỡ. Thế nhưng, tinh thần quả cảm quên mình trong gian khó của những tháng năm miệt mài kháng chiến chưa bao giờ phai nhạt, luôn là động lực thúc đẩy ý chí lao động, sáng tạo vì sự nghiệp chung của lớp lớp những thế hệ ngành điện sau này.